Dương ngày 16 tháng 2, bé gái 2 tuổi học ở lớp nhà trẻ của trường không chịu ăn cơm nên cô giáo cho uống sữa và sau đó bé này liên tục cọc sữa ra ngoài. Cô giáo trước sự việc rất hốt hoảng, do cô rất sót nên đỡ đầu để cháu bé còn giữ lại chút gì trong bụng thì còn giữ được, sợ cúi xuống nữa thì cháu sẽ phun ra hết, nhưng cháu bé vẫn tiếp tục phun sữa ra rất nhiều. Cô giáo cũng không hề có hành vi hành hung gì cháu cả. Nhà trường có mời phụ huynh của cháu bé đến và trao đổi vụ việc. Nhà trường có trao đổi không hề có việc cô giáo đánh cháu và rõ ràng cháu tự phun ra có cả hình ảnh cô giáo cũng đã xin lỗi và nhà trường cũng nói rõ hành vi phụ huynh với cô giáo như vậy không đúng có gì thì vẫn còn ban giám hiệu tôi còn nói nếu em không tin tưởng thì nhà trường cho rút và hoàn tiền để theo học trường khác vì tin tưởng thì mới đến với trường vị phó hiệu trưởng thông tin nhà trường cho rằng nội dung phụ huynh đăng trên mạng xã hội chỉ phản ánh một chiều còn phần phụ huynh xong vào trường gì giáo viên bật ngửa thì không phản ánh nên gây ảnh hưởng đến nhà trường làm khủng hoảng cho người trong cuộc trước đó một đoạn clip ngắn do phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội facebook đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng Đoạn clip ghi lại cảnh cháu bé đang ngồi trên ghế uống sữa vọc ra ngoài thì cô giáo lập tức ngửa đầu cháu ra phía sau và lấy tay giữ trên chắn cháu bé. Tuy nhiên cháu bé vẫn nọc ra rất nhiều sữa.